khuyên người ăn chay. Nạn đao binh trong xã hội loài người ước chừng cứ khoảng 10 năm lại xảy ra một lần, hoặc giả cũng có thể là nhiều năm một lần. Nhưng trong thế giới của súc vật mà xét thì hầu như không một ngày nào là không có. Chỉ ngay trong lúc gà vừa gáy sáng, đã có vô số những đồ tể ác tâm, tay cầm dao sắc, lôi dắt súc vật đến nơi giết mổ, hung hăng trói chặt. Lúc bấy giờ, những con vật ấy đều tự biết đại nạn đã tới, kêu la vùng vẫy, kinh trời động đất, nhưng chẳng được ai cứu vớt. Đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy toàn quỷ dữ la sát mang mặt người, xẻ ngực, môi tim, lôi ruột gan, móc phèo phổi. Tiếng kêu thét bi ai còn chưa dứt, lại bị ném thẳng vào nồi nước sôi, chịu đau đớn khổ sở khôn cùng. Cứ như thế, chỉ trong thời gian chốc lát chưa đầy nửa khắc, khắp cõi thế giới này đã có không biết bao nhiêu vạn vạn sinh linh, toàn thân phân trả, đầu một nơi, chân một nẻo, xương thịt, ruột gan bày ra la liệt. Nếu gom hết thân xác những con vật bị hại, ắt phải chất chồng cao hơn núi lớn, máu của chúng đổ ra, ắt có thể nhuộm đỏ cả những dòng sông rộng. Xem qua tình trạng thảm thương của chúng, thật không khác cảnh chiến tranh hãm thành tận sát. Lắng nghe tiếng kêu thét bi thương của chúng, thật chấn động như sấm sét bên tai. Tạo ra vô số những nghiệp ác ghê gớm như vậy, chung quy cũng chỉ từ một nguyên nhân duy nhất là thói ăn thịt của con người chúng ta. Cho nên, tội lỗi của việc ăn thịt chiêu cảm quả báo cũng không thể nhẹ. Người đời thường nói, tôi chẳng làm điều gì xấu ác, việc gì lại phải ăn chay? Than ôi, đâu biết rằng trong lúc các người yên ổn trên giường êm nệm ấm, thì có biết bao kẻ vốn không quen không biết, nhưng đã vì các người mà tạo ra nghiệp ác giết hại hết sức nặng nề, chỉ để có món thịt trong bữa ăn của các người. Huống chi, thân thể này của chúng ta là do cha mẹ ban cho, không thể dùng máu thịt của loài súc vật để nuôi dưỡng nó. Tôi từng đọc trong sách thuốc thấy nói rằng, phụ nữ có thai, ăn nhiều cua sẽ sinh thai nằm ngang. Lại nói rằng, đàn ông ăn dương vật của chó đực có thể tráng dương. Loài cua bản tính đi ngang, nên ăn cua vào, ắt chịu ảnh hưởng tính chất của cua. Vì thế, sinh thai dễ bị nằm ngang. Loài chó bản tính dâm dục, nên ăn dương vật của chó, ắt chịu ảnh hưởng tính dâm của nó. Vì thế tráng dương. Xét như con cua, con chó đã như vậy, thì hết thảy các loài vật khác như chim thú, cá, rùa, ắt cũng đều như vậy. Con người ta từ nhỏ đến lớn, từ trẻ đến già, những con vật trên cạn dưới nước đã từng ăn vào bụng, thật không thể đếm xuể. Tích lũy chất chứa lâu ngày như thế, ắt là toàn bộ máu thịt, xương cốt trong khắp thân thể này, chỗ nào cũng là sự tích tụ của các loài cầm thú, thật đáng ghê sợ biết bao. Cho nên, chỉ riêng việc ăn chay đã là một phong thái thanh tịnh cao quý, đối với người chưa giữ giới không giết hại. Tất nhiên không dám gượng ép, nhưng đối với người đã giữ giới không giết hại, làm sao có thể không ăn chay? Mộng thấy thần linh. Trương Nhĩ Cầu ở huyện Côn Sơn là anh của tiên sinh Băng Am. Ông hết lòng tin sâu Tam Bảo, nỗ lực làm thiện. Vào mùa đông năm Mậu Dần thuộc niên hiệu Sùng Trinh, ông cung thỉnh Hòa Thượng Đại Thụ Hoằng Chứng ở núi Tam Phong đến Am Thanh Lương mở một khóa thiền có kỳ hạn. Đang thời gian ấy, ông quay về nhà, vô tình ăn các món cá tươi, trứng gà. Đêm hôm đó, liền nằm mộng thấy mình đi đến cửa am. Từ trong đó có hơn 50 vị thần đang đi ra. Đều là các vị long thần thuộc tám bộ, tóc xanh nanh dài, dáng vẻ hung tợn, ra đến cửa am muốn bỏ đi. Ông hốt hoảng ngăn lại hỏi, họ đáp rằng, bọn chúng tôi đều là thần bảo hộ cho đạo trường này. Ông là trai chủ, lại quay về nhà ăn mặn hôi tanh, nên chúng tôi muốn bỏ đi.
Trương Nhĩ Cầu nghe vậy, rồi hết lòng khẩn khoản, sám hối. Các vị thần mới chịu quay lại am. Từ đó, trong suốt thời gian khóa thiền kéo dài 3 tháng, Trương Nhĩ Cầu quyết lòng giữ gìn trai giới thanh tịnh. Không giữ trai giới, phải trả nghiệp cũ. Ở Cung Sơn, có người tên Ngụy Ứng Chi, ngụ tại trấn Chân Nghĩa, là cháu họ của Ngụy Tử Chiêu. Trong khoảng niên hiệu Sùng Trinh, vào mùa xuân năm Canh Ngọ, Ứng Chi nằm ngủ cùng giường với Tử Chiêu, mắt đang nhắm, bỗng khóc to rồi niệm Phật. Tử Chiêu thấy vậy rất sợ, tra hỏi. Ứng Chi đáp: cháu nằm mơ thấy mình đi xuống âm phủ, gặp vị Tào Quan ôm sổ sinh tử đến. Nhìn thấy có tên cháu bị chết treo cổ. Bên dưới lại có ghi chú rằng: 3 năm sau, vào ngày đó tháng đó, sẽ tự treo cổ chết trong phòng đọc sách. Cháu cố gặng hỏi tội gì, nhưng Tào Quan chỉ nói: nghiệp báo nhất định phải thế, khó lòng tránh được. Cháu lại hỏi: có cách nào tránh được không? Vị ấy đáp: không có cách nào bằng ăn chay trường và niệm Phật, tinh tấn tu hành thì may ra có thể khỏi. Sau đó, Ứng Chi liền nói với Tử Chiêu: từ nay cháu xin chuyên tâm tu hành, rồi từ đó phát tâm ăn chay trường, sớm tối niệm Phật, tinh tấn trải qua 8 tháng như vậy. Nhưng sau đó lại nghe nhóm bạn bè văn nhân cùng chê bai rằng: chỉ là giấc mộng thôi, đường đường một đấng trượng phu, sao có thể để những chuyện như thế huyễn hoặc. Thế là dần dần bỏ không ăn chay nữa. Mùa xuân năm Quý Dậu, Ứng Chi bỗng dưng vô cớ đóng chặt cửa phòng đọc sách, rồi treo cổ tự vẫn. Bấm đốt tay tính lại thì từ lúc nằm mộng đến khi ấy quả vừa đúng 3 năm. Lời bàn: hạng người xưng là văn nhân như những bạn bè của Ứng Chi thật chỉ là bọn sâu mọt của thế gian, tầm nhìn thật nhỏ hẹp, đáng thương xót lắm thay. Nhưng bọn họ thì lúc nào cũng thế mà thôi. Ăn chay ngã mặn, rốt cùng chịu đọa. Ở huyện Bình Hồ có người tên Mã Gia Trị, tên tự là Bồi Nguyên, thi đỗ tiến sĩ vào năm Giáp Tuất, thuộc niên hiệu Sùng Trinh, tánh tình liêm khiết công chính, làm quan đến chức cấp giáng. Khi ông nhận chức huyện lệnh, vì theo lời dặn của một vị quan lớn mà đánh chết 2 nha lại, bị khép tội làm thiếu hụt tiền thuế. Đến kỳ tảo mộ vào dịp Tết Nguyên Đán, ông bỗng nhìn thấy 2 hồn ma hiện đến kêu oan về việc ấy. Mã Gia Trị nói: đó là tôi phải làm theo ý quan trên. Hồn ma nói: 2 người chúng tôi bất quá chỉ là những kẻ bị đưa ra để thế thân thôi. Nếu lúc xử án mà ông cho chúng tôi một cơ hội phản bác, ắt đã có thể biện minh làm sáng tỏ sự việc. Nhưng khi đó, ông lại nổi trận lôi đình, không cho chúng tôi được biện giải lời nào, vì thế mới phải ôm mối oan tình mà chết. Nay chúng tôi tuy không dám đòi ông đền mạng, nhưng không bao lâu nữa, rồi ông cũng chết, sẽ đến huyện Bồ Kỳ làm thành hoàng ở đó. Mã Gia Trị nghe qua rất khó chịu, không muốn làm thành hoàng, liền phát tâm ăn chay, lễ bái hòa thượng Tuyết Đậu Thạch Kỳ, xin xuống tóc xuất gia, pháp danh là Hành Đán, hiệu Tăng Tường, tinh tấn tu hành trong suốt 12 năm. Một hôm, ông có chút bệnh nhẹ, nghe lời thầy thuốc ăn trứng gà, nửa đêm hôm ấy lại mộng thấy 2 hồn ma năm trước hiện đến nói. Ông đã phá trai giới, không còn ở lại đây được nữa. Đến ngày ấy tháng ấy sẽ phải đi Bồ Kỳ nhậm chức thành hoàng thôi. Quả nhiên, đúng ngày đã báo trước ấy, Mã Gia Trị qua đời. Bán công ăn chay, lập tức mất mạng. Huyện Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc, có người họ Vương ăn chay trường được 3 năm. Bỗng nhiên thân thể bị ghẻ lở đau đớn không chịu nổi. Do đó sinh tâm thối thất, không tin vào công đức của việc ăn chay. Có người bạn của họ Vương đến thăm bệnh, an ủi rằng: anh là người ăn chay, chắc chắn sẽ được trời Phật gia hộ. Họ Vương nói: tôi ăn chay đã 3 năm, nay lại chịu nghiệp báo xấu ác như thế này, xem ra ăn chay nào có ích lợi gì. Người bạn liền nói: nếu anh không muốn ăn chay nữa, anh có thể bán công ăn chay của anh cho tôi được chăng? Họ Vương hỏi: bán như thế nào? Người bạn nói:
cứ mỗi ngày anh đã ăn chay trị giá 1 phân bạc, cộng cả 3 năm, anh sẽ được 10 lạng 8 cân bạc. Họ Vương nghe vậy mừng lắm, liền viết giấy bán rồi nhận đủ tiền, dự tính hôm sau sẽ thôi không ăn chay nữa. Đêm ấy nằm mộng, thấy hai con quỷ đến mắng rằng: mạng sống của ông lẽ ra đã dứt từ 10 tháng trước, nhờ ăn chay trường mới kéo dài được đến hôm nay. Nay ông bán công ăn chay, vậy tính ra ông đã sống vượt quá số năm đáng sống rồi. Mắng như vậy rồi, lập tức muốn xông vào bắt mà dẫn đi. Họ Vương van nài xin chậm cho một đêm, định sẽ trả tiền lại cho bạn và phát nguyện ăn chay trường như trước. Hôm sau, họ Vương nói với người bạn kia đòi lại giấy bán công ăn chay. Người bạn nói: ngay hôm qua lúc mang về, tôi đã khấn trước bàn Phật mà đốt giấy đi rồi. Họ Vương hết sức hối hận về việc ấy. Quả nhiên sau đó thì chết. Thọ trì trai giới khỏi chết chìm. Vào đời Thanh, niên hiệu Khang Hy năm thứ 2, có một chiếc thuyền đánh cá neo đậu dưới chân núi Tiểu Cô. Trong đêm chợt nghe tiếng thần núi ra lệnh cho quỷ tốt rằng: ngày mai có 2 thuyền chở muối đến, hãy bắt lấy. Đến sáng, quả nhiên thấy có 2 chiếc thuyền đi đến, lập tức thấy bão táp sóng gió nổi lên, 2 chiếc thuyền bị xô đẩy rất dữ, có nhiều lúc tưởng như đã chìm mất. Nhưng rồi qua một hồi lâu, thấy sóng yên bể lặng, cả 2 chiếc thuyền đều bình an không việc gì. Đêm ấy, thuyền đánh cá vẫn neo chỗ cũ, lại nghe được tiếng thần núi quở trách quỷ không vâng lệnh, liền nghe tiếng quỷ đáp rằng: chúng tôi đến đó định bắt lấy, thì bỗng thấy thuyền phía sau có đại sĩ Quán Âm, thuyền phía trước có đại sĩ Tam Quan, vì thế chúng tôi không dám đến gần. Hôm sau, người trên thuyền đánh cá mang chuyện ấy đến hỏi những người trên 2 thuyền chở muối, nhưng không ai tin cả. Bỗng có người suy nghĩ hồi lâu, rồi chợt nhớ ra liền nói: trên thuyền của chúng tôi có một người sao lái trì Quán Âm trai, lại có một người ở đầu thuyền kia trì Tam Quan trai. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A